Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin chính có trong chương trình tối nay, thứ năm, ngày 19 tháng 3. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình cơ sở vật chất nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận và thực hiện cách ly đối với công dân Việt Nam về từ vùng dịch. Tỉnh Thừa Thiên Huế kích hoạt trung tâm điều hành mạng lưới CDC toàn tỉnh và ra mắt ứng dụng thông tin phòng chống dịch COVID-19. Xảy ra các vụ phá rừng tự nhiên thuộc địa bàn xã Hưng Phong, huyện A Lưới. Cho đến nay đã gần 2 tháng, nhưng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn chưa thể xử lý dứt điểm do không xác định được đối tượng vi phạm. Thưa quý vị, hình thành các cơ sở cách ly giường rộng sẵn sàng đáp ứng số lượng người cách ly lớn, phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch là những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh diễn ra vào sáng nay. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cho đến sáng 19 tháng 3 năm 2020, số lượng bệnh nhân dương tính COVID-19 đang điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế là 4 bệnh nhân dương tính COVID-19, trong đó có 2 bệnh nhân được đưa từ Quảng Nam ra điều trị, không phát sinh thêm, số người cách ly được theo dõi chặt chẽ. Số lượng giám sát tại nơi cư trú 354 người. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 93 người, kết quả có 2 dương tính ngày 8 tháng 3 năm 2020 và ngày 14 tháng 3 năm 2020. 80 người âm tính, 11 người đang chờ kết quả. Hàng hóa tại các chợ trên địa bàn tỉnh vẫn đủ cung cấp nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận công tác phòng chống dịch bệnh của các cơ quan ban ngành địa phương trên địa bàn trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, các ngành địa phương cần đảm bảo điều kiện y tế để chữa trị khi dịch bệnh xảy ra phức tạp, quan tâm đến điểm chốt chặn dịch, kiểm soát số lượng khách vãng lai đi qua địa bàn để phân loại cách ly phù hợp. Bên cạnh đó, cần hình thành các cơ sở cách ly diện rộng, sẵn sàng đáp ứng số lượng người cách ly lớn, tiếp tục đẩy mạnh sàng lọc, phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị, dập dịch tại chỗ, phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ, những người có nguy cơ trước tiên phải tự cách ly ngay tại nhà, sau đó cơ quan y tế cử người đến tầng nhà để hướng dẫn, kiểm tra sức khỏe. Nhằm chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để đảm bảo tiếp nhận và thực hiện cách ly đối với công dân Việt Nam về từ vùng dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi khảo sát tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế. Dự kiến trung tâm sẽ là địa điểm tiếp nhận cách ly y tế công dân về từ vùng dịch. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế có vị trí 161 Nguyễn Khoa Văn, thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Qua khảo sát cho thấy, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế có đầy đủ điều kiện vật chất để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận cách ly y tế tập trung và có khả năng tiếp nhận cách ly tối đa 600 người. Dù chưa chính thức tiếp nhận trường hợp nào, nhưng địa điểm này luôn sẵn sàng cơ sở vật chất để tham gia công tác cách ly y tế, phòng chống dịch bệnh. Ngoài Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế, hiện tại tỉnh đã thực hiện phương án dự phòng, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung, gồm Trung tâm huấn luyện của Trung đoàn 176 với khả năng tiếp nhận 200 người, Trường Cao đẳng nghề 23 Bộ Quốc phòng với khả năng tiếp nhận 400 người, Chung cư Hương Sơ, thành phố Huế, 2 block với khả năng tiếp nhận 200 người. Để chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị ban lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế chủ động lên phương án bảo đảm trang bị, vật tư y tế cần thiết, vệ sinh công cộng để tổ chức tiếp nhận, đảm bảo điều kiện sinh hoạt của người dân thuộc diện cách ly. Đồng thời tổ chức tuyên truyền thông tin đến người dân địa phương phải làm sao để cho người dân hiểu đúng, hiểu đủ về dịch bệnh COVID-19, từ đó cùng chung tay với chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tối qua 18 tháng 3 tại trường quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành tiếp nhận và cách ly 69 công dân Thừa Thiên Huế trở về từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các công dân trở về đợt này đều có hộ khẩu tại Thừa Thiên Huế, đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tại cửa khẩu La Lay và cửa khẩu La Bảo và bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi tiếp nhận, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thực hiện các thủ tục tiếp nhận một cách chặt chẽ, chu đáo, tiến hành phun khử trùng đối với các xe vận chuyển, hành lý của các công dân, kiểm tra thân nhiệt và lấy phiếu khai thông tin cá nhân. Qua kiểm tra thì tất cả 69 công dân trở về đều có tình trạng sức khỏe tốt, không có trường hợp nào bị sốt hay ho. Ngay sau khi làm thủ tục tiếp nhận thì Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã cung cấp cho các công dân một số nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cần thiết và bố trí sắp xếp chỗ nghỉ ngơi tại khu vực cách ly. Tất cả 69 công dân trở về đợt này sẽ được cách ly, theo dõi chặt chẽ trong vòng 14 ngày, sẽ được cơ quan y tế theo dõi tình hình sức khỏe một cách chặt chẽ và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Sau thời hạn cách ly 14 ngày, các công dân sẽ được bàn giao giấy sức khỏe cho địa phương nơi công dân cư trú để giám sát theo dõi.
Mặc dù hiện tại thì nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm COVID-19, song để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho các công dân, Ban chỉ đạo phòng chống COVID tỉnh vẫn tiến hành các thủ tục cách ly theo quy định. Ngày hôm nay 19 tháng 3, Ủy ban Nhân tỉnh đã kích hoạt Trung tâm Điều hành Mạng lưới CDC toàn tỉnh và ra mắt ứng dụng thông tin phòng chống dịch COVID-19. Đây là một thành phần của HUE-S, ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Ứng dụng nhằm giúp người dân nhận biết các thông tin chính thống, thông tin sai lệch, xác minh thông tin trên môi trường mạng để người dân nắm, phòng ngừa và cung cấp thông tin, thông báo, cảnh báo của chính quyền đến với người dân. Ứng dụng cùng thực hiện tiếp nhận phản ánh nghi nhiễm, yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp, trả lời hỏi đáp của người dân và sàng lọc tổng hợp tất cả các trường hợp nghi nhiễm để quản lý, hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng có 8 nội dung hỗ trợ: phản ánh nghi nhiễm, yêu cầu hỗ trợ y tế, bảo vệ bản thân, hỏi đáp thông tin, tin tức chính thống, thông tin sai lệch, xác minh thông tin và thông báo cảnh báo. Hiện nay, phiên bản iOS triển khai trên dòng máy iPhone, iPad đang trong thời gian phê duyệt. Vì vậy, khi cài đặt, nếu nhận thấy chưa có biểu tượng COVID-19 trong ứng dụng, người dùng vui lòng cập nhật sau khi được phê duyệt. Sở Thông tin và Truyền thông báo thông tin ngay sau khi phê duyệt. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, tại các địa phương trong tỉnh, nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh đang tích cực được triển khai. Tại huyện Phú Vang, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân phòng chống dịch bệnh, cùng chung tay với chính quyền ngăn chặn dịch bệnh đang được chú trọng. Phản ánh của phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phú Vang. Trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Vang đã cùng với các ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Vang đã tích cực tổ chức triển khai đến 19 hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn để tuyên truyền đến các chi tổ hội và hội viên về nguyên nhân và cách phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn chị em, đặc biệt là tại các điểm công cộng, các chợ trên địa bàn, tất cả mọi người phải đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, nơi buôn bán, cách chăm sóc bảo vệ bản thân và thành viên trong gia đình. Qua đó cùng với các tổ chức chính trị xã hội góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Cái dịch corona COVID-19 này là rất nguy hiểm, cho nên bản thân tôi là thường sạch vệ sinh sạch sẽ nơi chỗ buôn bán hoặc là nơi nhà ở, và thường rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang ở khi nơi chỗ đông người, và hiện tại khi buôn bán cũng vẫn đeo khẩu trang. Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phú Vang đã nhanh chóng tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cả cấp hội phụ nữ như phát tờ rơi, khẩu trang, nước sát khuẩn, tuyên truyền chị em tiểu thương không tự ý nâng giá. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn tuyên truyền trong hội viên không nên đăng tải các thông tin sai sự thật có liên quan đến dịch bệnh trên các mạng xã hội, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng các cái chương trình, kế hoạch về tuyên truyền vận động cho hội viên phụ nữ của trên địa bàn huyện hiểu rõ và nhận thức sâu sắc về cái dịch bệnh COVID-19 và các bước để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Vang cũng đã phát vận động và phát 10.000 khẩu trang cho chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn tại các chợ, các điểm tập trung đông người. Và sắp đến, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ sở sẽ thay đổi cái phương thức tuyên truyền bằng cái việc là chúng tôi sẽ lập các cái trang group, các cái hội nhóm ở từ huyện đến cơ sở. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 gây ra, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang cũng đã hướng dẫn và yêu cầu các công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan chuyên môn để thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng chống dịch để người lao động thực hiện. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức phát nước sát khuẩn và khẩu trang miễn phí đến từng cán bộ viên chức trên địa bàn huyện Phú Vang nhằm chăm lo bảo vệ sức khỏe cho đoàn viên công đoàn và cùng chung tay tuyên truyền thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với cái tinh thần là phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất là phức tạp, với Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang đã xây dựng cái kế hoạch về trao tặng khẩu trang và nước rửa tay cho tất cả cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đối với các cấp công đoàn cơ sở, cùng chung tay với các cấp chính quyền để chăm lo bảo vệ, hạn chế những cái dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, mà trước hết là cho các đoàn viên, công nhân viên chức lao động và cá nhân của mỗi đoàn viên. Hiện nay các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang được huyện Phú Vang triển khai quyết liệt và đồng bộ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa dịch bệnh. Đây sẽ là giải pháp quan trọng giảm nguy cơ lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng,
đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị, sáng nay, Đảng bộ Sở Tài chính tiến hành đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm. Về dự đại hội có cả đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Phan Xuân Toàn, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Nguyễn Quang Tuấn, bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ Hòa Chính đã tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua với một số kết quả nổi bật, đó là tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách, thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật. Trong đó kịp thời đề xuất nhiều cơ chế chính sách trên các lĩnh vực tài chính, giá cả, đất đai, góp sức đưa nền kinh tế phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Ngành cũng đã tham mưu kịp thời cơ chế phân bổ và định mức ngân sách. Về cơ bản, thu ngân sách nhà nước qua các năm đều tăng với tốc độ bình quân 10,5%, đảm bảo chi theo dự toán và chi đầu tư có tỷ trọng tăng dần. Đồng thời tham mưu kịp thời và có chất lượng các cơ chế chính sách về tài chính, ngân sách và giá cả trên địa bàn. Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng cũng có nhiều chuyển biến. Sự đoàn kết thống nhất nội bộ đã thúc đẩy ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao trong chủ trương và hành động. Việc tổ chức chi bộ theo phòng chuyên môn vừa đáp ứng yêu cầu công tác Đảng, vừa đáp ứng tính chất sâu sát trong lãnh đạo về chuyên môn. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra nguyên nhân khiếm điểm và đặc biệt là đề xuất phương hướng khắc phục. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, đại hội đã xác định mục tiêu phương hướng chung của nhiệm kỳ mới 2020-2025 là phát huy sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong tình hình mới, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, đồng thời tham mưu lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách, giá cả, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trên cơ sở các chi tiết cụ thể, đại hội dành nhiều thời gian để thảo luận các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác chuyên môn và xây dựng Đảng. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong bản tin thời sự gần đây, chỉ trong một thời gian ngắn từ cuối năm 2019 đến tháng 1 năm 2020, liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng tự nhiên tại khoảnh 1 tiểu khu 314 thuộc địa bàn xã Hương Phong, huyện A Lưới. Tuy nhiên cho đến nay đã gần 2 tháng nhưng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn chưa thể xử lý dứt điểm do không xác định được đối tượng vi phạm, dù tất cả các lô rừng nói trên đều có chủ. Vụ việc cho thấy dù đã có nhiều chế tài gắn chặt trách nhiệm của chủ rừng, đặc biệt là luật lâm nghiệp đã có hiệu lực hơn 1 năm nay, nhưng thực tế những cánh rừng tự nhiên vẫn đứng trước nguy cơ xâm hại bất cứ lúc nào, phản ánh của phóng viên thời sự. Tại hiện trường, hàng chục cây rừng có đường kính từ 20 đến 30cm. Đã bị đốn hạ, nhiều cây khác bị bóc ngang thân cũng đang chết dần. Những dấu vết hiện trường cho thấy các đối tượng phá rừng sử dụng công cụ thô sơ và phải mất rất nhiều ngày mới có thể hoàn thành việc phá trắng hàng nghìn hecta rừng như thế này. Được biết, diện tích rừng tự nhiên bị xâm hại nằm trên nhiều lô khác nhau thuộc khoảnh 1 tiểu khu 314. Đây là diện tích rừng tiếp giáp với khu vực trồng cao tràm của người dân và đã được giao cho Ủy ban nhân dân xã cũng như các nhóm hộ quản lý. Cụ thể, tại lô số 13 có 598 m² bị phá trắng, chủ rừng là nhóm hộ Trần Văn Dũng. Tại lô 19 có 441 m² bị phá trắng, chủ rừng là nhóm hộ Trần Văn Quảng. Nghiêm trọng hơn là tại các lô 7 và 11 đã có đến 2.744 m² bị các đối tượng phá trắng. Đây là diện tích do Ủy ban nhân dân xã Hương Phong quản lý. Trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý ở tại địa phương thì hàng năm cũng đều là nhận cái trách nhiệm về cái nhiệm vụ mình quản lý bảo vệ rừng, thì để xảy ra một số là cái điểm là phá rừng làm nương rẫy ở trên địa bàn, thì trong đó là cái diện tích là do xã quản lý rồi do nhóm hộ quản lý, thì qua đó thì cũng là quán triệt xây dựng các cái kế hoạch kiểm tra rồi quán triệt cho anh em, đặc biệt là tăng cường cái công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các cái trường hợp là phá rừng làm nương rẫy cũng như là có cái hành vi khai thác gỗ trái phép và xảy ra ở địa phương. Làm việc với hạt kiểm lâm huyện A Lưới ngay thời điểm ghi nhận hiện trường, lãnh đạo đơn vị cho biết đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc lấn chiếm rừng, đất rừng, phá rừng trái pháp luật, lập các biên bản kiểm tra hiện trạng, làm việc với các chủ rừng, đồng thời phong tỏa những diện tích rừng và đất rừng bị lấn chiếm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm.
Đối với cái việc mà xác định đối tượng vi phạm trong cái hành vi là lấn chiếm phá rừng làm nương rẫy trái phép thì chúng tôi cũng như là chính quyền địa phương cũng gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì các cái đối tượng thường là có những cái hoạt động khá tinh vi, bởi vì có thể là ken cây và lấn chiếm rừng, tức là có thể cái thời gian thì có thể là từ đêm hôm hoặc là bất kỳ cái thời gian nào mà họ có thể là thấy cơ quan chức năng không hoạt động ở trong khu vực đó. Được tiếp tục cử lực lượng công an với các nhóm hộ thì tiến hành cùng mật phục bên đó để xem được cái đối tượng nào phá rừng. Nhưng báo cáo thì vừa qua thì vẫn chưa phát xác định được. Rồi là ra tiết vừa rồi cũng một trường hợp thì anh em cũng qua mật phục. Qua mật phục thì vừa qua thì cũng thấy các cái đối tượng thì cầm rửa vào, nhưng thì khi mà quay thì vẫn chưa phát hiện được, tại vì khi họ cũng chưa tác động. Về chính quyền địa phương cũng đã nhiều chỉ thị, nhiều công văn chỉ đạo có triển khai, đặc biệt vừa rồi là có quy chế mới triển khai là quy chế quản lý bảo vệ rừng cộng đồng, thì vừa rồi cũng đã triển khai thì bà con nhân dân có nhận thức. Về phía huyện cũng đã xử lý trên 5 vụ, hiện nay đã xử lý trên 5 vụ về xâm hại rừng, đặc biệt là khu vực của xã Hồng Bắc cũng như là ở xã Hồng Phong. Đấy, thì hiện nay là chủ rừng là của xã quản lý. Thì các trường hợp này đều huyện đã có biên bản xử lý. Theo báo cáo năm 2019 của Chi cục Kiểm lâm A Lưới, tình hình phá rừng, lấn chiếm rừng, phạt rừng lấy đất sản xuất vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Các hộ vi phạm đã bị xử lý, nhưng việc chấp hành các quyết định xử phạt vẫn chưa được thực hiện. Thậm chí người vi phạm vẫn còn sử dụng đất vi phạm để sản xuất mà chưa bị thu hồi. Đây rõ ràng là một bất cập trong việc áp dụng các quy định quản lý rừng, đặc biệt là luật lâm nghiệp, có hiệu lực hơn một năm nay. Những cánh rừng tự nhiên vốn đã không còn nhiều, nay khó có thể tồn tại trước sức ép về nhu cầu đất sản xuất của người dân. Dù vậy, việc xử lý răn đe các hành vi vi phạm hay lớn hơn nữa là vấn đề trách nhiệm của chủ rừng, cho đến nay vẫn là bài toán chưa có lời giải. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Ba xe máy của cán bộ bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế bị đốt cháy thiêu rụi trong lúc bỏ xe ở bìa rừng đi tuần tra. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 28 tháng 3 tại khu vực rừng phòng hộ gần đỉnh đèo Hải Vân. Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng của đơn vị, vào khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 3, đội bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân gồm 3 cán bộ là Nguyễn Văn Lương, Trần Văn Bình và Nguyễn Minh Khoa đi 3 xe máy vào rừng tiến hành công tác tuần tra bảo vệ rừng tại khoảnh 5 tiểu khu 252 thuộc rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, đoạn gần đỉnh đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi bỏ xe máy ở bìa rừng để lên khu vực đỉnh đồi thực thi nhiệm vụ tuần tra truy quét bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Đến khoảng 9 giờ thì đội bảo vệ rừng phát hiện một số bẫy kẹp dùng để bắt thú và đã tiến hành tháo gỡ. Sau đó đến 10 giờ 15 phút quay trở lại nơi để xe thì phát hiện 3 xe máy đang bốc cháy dữ dội. Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Lương, đội trưởng đội tuần tra, 3 chiếc xe máy gồm 2 chiếc xe máy hiệu Honda Dream và 1 xe máy mang hiệu Yamaha Sirius. Cả 3 chiếc xe này khi bỏ lại bìa rừng để đi tuần tra cách xa nhau khoảng chừng 20 đến 30 mét. Tuy nhiên, khi phát hiện đám cháy thì cả 3 xe máy đã tập kết lại một chỗ và bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong kế hoạch tuần tra, ngày 17 tháng 3, cũng tại khu vực khoảnh 5, tiểu khu 252 này, đội bảo vệ rừng của anh Lương cũng đã phát hiện và tháo gỡ gần 45 chiếc bẫy kẹp dùng để bắt thú tại đây. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Phú Lộc vào cuộc điều tra làm rõ. Được biết, trước đó vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, anh Nguyễn Văn Lương đã từng bị lâm tặc tấn công, gây trọng thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Như chúng tôi đã phản ánh về tình trạng trên tuyến quốc lộ 49 Huế A Lưới, do các công trình cầu cổng được xây dựng nhưng chưa được thảm nhựa bê tông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Hiện nay, đơn vị thi công đang tiến hành thảm nhựa khắc phục tình trạng này. Đơn vị thi công công trình cầu Lip 1 ở địa bàn phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã nhanh chóng huy động phương tiện, máy móc thảm nhựa bê tông toàn bộ công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông của các loại phương tiện khi đi qua đây. Nút giao thông cầu Lip 1 có vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa thành phố với các xã phía tây của thị xã Hương Trà, Hương Thủy và huyện A Lưới. Đây cũng là trục đường du lịch kết nối giữa các điểm di tích lịch sử văn hóa, làng Tầm, đền Miếu trong quần thể di tích cố đô Huế. Được biết, hiện tại có 16 công trình nâng cấp mở rộng cầu, cống trên tuyến đã hoàn thành cơ bản, nhưng công đoạn cuối cùng là bê tông nhựa cho công trình vẫn chưa được hoàn thành. Thưa quý vị, cầu Tuân nối giữa hai xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà và xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, và đây cũng là cầu lớn nhất nằm trên tuyến quốc lộ 1A trạm thành phố Huế. Mặc dù đã đưa vào hoạt động từ những năm 2000 với đầy đủ các công trình phụ trợ, trong đó có hệ thống điện chiếu sáng,
Thế nhưng, theo những người dân ở đây, từ khi thông cầu đến nay, điện chỉ sáng khoảng 15 ngày rồi ngừng hoạt động. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trục giao thông quốc lộ 1A là trục đường quan trọng với hàng ngàn phương tiện lưu thông mỗi ngày. Chưa kể hai đầu cầu là các nút giao thông dân sinh, giao nhau với quốc lộ 49, đường vào một số di tích. Phía nam thuộc xã Thủy Bằng là trục giao thông nối liền với trung tâm thành phố Huế. Do vậy, lượng người tham gia giao thông ở đây rất cao, nhất là từ các xã phía tây nam thành phố về Huế, từ A Lưới về Huế. Trên nhiều chuyến xe bắc nam, đây cũng là điểm đón, trả khách. Nhiều năm qua, tình trạng mất an toàn giao thông trên cầu Tuần và hai đầu cầu rất phức tạp. Không ít vụ tai nạn va chạm giao thông đã xảy ra, đặc biệt là vào ban đêm. Cầu Tuần làm 2002 là hoàn thành, nhưng mà cả cái hệ thống mệt chiếu sáng thì có lắp đặt nhưng mà không thể đưa vào sử dụng. Cho nên cái khu vực ở đây thì cũng là giao nhau từ quốc lộ 9 rồi đến đường tránh rồi về điện Huyền Nam rồi về thành phố Huế. Cho nên chúng tôi thấy là cần là phải có điện sáng để thắp sáng cho bà con về tránh những cái tình trạng mà đi lại giao thông bị tai nạn rất nhiều ở khu, cả cái khu vực này ở ngã ba ngã tư ở đây. Người dân cử tri ở đây đã nhiều lần phản ánh kiến nghị với các cấp ngành địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có công văn số 7198 ngày 2 tháng 10 năm 2019 đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Cục Đường bộ 2 có phương án chiếu sáng cầu Tuần. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có công văn số 83 ngày 26 tháng 8 năm 2019 đề nghị ra soát điều chỉnh hoạt động chiếu sáng trên cầu Tuần để đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, nâng cao hiệu quả hệ thống chiếu sáng đã được đầu tư. Thế nhưng đến nay, đèn chiếu sáng cầu Tuần vẫn nằm im lìm. Đối với vấn đề giao thông thì khi mà hệ thống đường điện mà được lắp sáng lại thì vấn đề mà đảm bảo an toàn giao thông là rất quan trọng, và cái vấn đề đó là bà con cũng rất mong muốn. Trong quá trình mà khi giống buổi đêm tối đi lại thì sẽ đảm bảo vì khi mà xe chạy ngang là sẽ đảm bảo vấn đề lưu lượng giao thông. Một công trình trọng điểm ở một vị trí trọng yếu trên trục giao thông Nam Bắc đã được đầu tư đầy đủ các công trình phụ trợ đảm bảo an toàn giao thông nhưng lại không được sử dụng để gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Mong rằng đơn vị quản lý và chính quyền cần có kế hoạch sớm để phát huy hiệu quả hệ thống điện chiếu sáng của công trình, góp phần hạn chế tai nạn giao thông tại khu vực này. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.